xin cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của VTV và sau đây là phần 2 của chương trình hashtag show thưa quý vị và hashtag của chúng ta trong phần 2 đó là hashtag à, sự lãng mạn của đàn ông Việt Nam thì hãy Bình thấy rằng đàn ông Việt Nam mình thì mặt bằng chung đó là không lãng mạn bằng đàn ông Đúng. của uh, Hoa Kỳ này và chúng đó ta là Tây phương Tây phương yes. nên chúng ta sẽ nói vấn đề này một cách uh, khách quan hơn và cởi mở hơn vấn đề này nhìn thẳng vấn đề thưa quý vị không uh, không dối 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 chả đây nha. <laughs> ok hai cô lên nói trước thôi để để phụ nữ có ý kiến trước đi trước khi mà chúng tôi nói về cái việc mà đàn ông việt nam có lãng mạn hay là không ừ. hay là đàn ông phương tây lãng mạn hơn ừ. thì á hiền cũng chia sẻ một con số vài con số để cho quý vị hiểu thêm về những cái vấn đề liên quan tới cái việc lãng mạn à, con số mà á hiền muốn chia sẻ rằng là cái số trung bình mà cái số tiền mà mình à, chi tiêu cho cái ngày Valentine's Day là khoảng 13 tỷ 290 triệu mỹ kim và cái con số mà à, hoa hồng mà người ta sử dụng trong cái ngày đó đó là 198 triệu ở mỹ này ừ, nhìn, chung chung thôi chung chung trên thế giới, thế giới à, và ừ. cái cái cái, cái cái con số này ấy hiện lấy từ cái trang uh, statisticbrain.com ừ, thì quý vị okay. cũng có thể lên chỉnh và coi rất là hay những cái, cái thông tin cũng khá là thú vị nhưng mà trong và, cái số đó bảo đảm phải có người việt nam và đứng giếng rồi tại ừ. vì cái cái ngày valentine là không phải chỉ riêng cho những nước phương tây mà bây giờ là ở khắp nơi trên thế giới có thể là ở châu, <laughs> ừ. châu phi biết đâu là ở một cái nơi rừng rú nào đó người ta vẫn nhớ cái ngày valentine mặc dù người ta có thể là đang đi travel chẳng hạn okay. uh, và một con số cũng khá vui là, là cái con số mà dành cho tất cả các trẻ em mà nhận được Quà trong cái ngày Valentine cũng có là khoảng around 11.000 à, Và tất cả những con số này thì nó cũng có liên quan một tí xíu với con số mà à, Người ta sẽ cưới nhau và cái ngày đó là khoảng 2.16 triệu ừ. Cái trường hợp đó Và số um, Service dating cái những cái trang mạng hay là hỗ trợ cho cái việc dating đó, ừ. tìm kiếm bạn đời thì khoảng 904 trang mạng như vậy. Ừ. À, đây cũng là một cái con số bên lại mà Ái hiện muốn nhắc cho quý vị để quý vị có thêm những cái, cái con số vui vui mà khi mà chúng ta nghe. Ok bây giờ anh thì... anh anh muốn hỏi hiện là vậy đàn ông Việt Nam có lãng mạn không? câu hỏi này cũng hơi sẽ làm đau lòng các anh đây thì ái hiền thấy là hầu hết đàn ông việt nam tùy nhưng mà đa số rằng là hình như là không lãng mạn lắm ok đối uhm. theo em cái lãng mạn là nó là sao làm thế nào mới là gọi là lãng mạn à, nếu như là một người phụ nữ theo cái góc nhìn của người phụ nữ cảm nhận riêng với ái hiền lãng mạn có nghĩa là không phải là chỉ biết người đó hiểu gì mà cái cách thể hiện nó có uh, chính xác hay không và có truyền đạt hết cái ý nghĩa của cái việc yêu thương đối với cái người phụ nữ và đặc biệt là cái người bạn đời